Chào bạn, mình tên Nguyễn Hải Đăng, mình 11 tuổi, bây giờ về mình là trung thực, chăm chỉ, tự tin, các bạn cổ vũ cho mình. Hôm qua mình đã được học buổi khai giảng hào hứng học, nhớ bài nhanh của cô Thảo. Mình đã biết được phương pháp học thông minh, các bạn muốn học tốt thì cùng rèn luyện với mình nhé. Đây mình đã vẽ một Minmap 4 việc cần làm khi đi học về. Bước 1, thư mình đã vẽ một người đang nằm thư giãn. Bước 2, xem lại bài học. Mình đã vẽ một quyển sách để xem lại bài học. Bước 3, làm bài tập. Mình đã vẽ bài tập và một cái bút để cho các bạn làm nha. Bước 4, chuẩn bị bài. Ngày mai mình đã vẽ quyển sách và bài tập ngày mai. Đây là quyển để mình học phương pháp học thông minh, siêu nhớ học đường và quyển kích hoạt thiên tài sáng tạo. Vẽ 1.000 hình ảnh sketch theo chủ đề, sketch note theo chủ đề. Mình đã vẽ đến đến 68 rồi các bạn. Mình vẽ đẹp không ạ? Đây. Các bạn nhìn thấy cả hai tay mình đẹp không? Không khác gì nhau quần không? Tôi còn nhìn thấy tay trái còn vẽ đẹp hơn tay phải. Rồi, hết rồi. Các bạn thấy video đô mình hay nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh cho mình nhé. Tạm biệt các bạn. Bye.